Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Và hôm nay thì em Bình lại tiếp tục đi vào trong nhà của gia đình các cháu mồ côi để đi xem giống rau mà lúc trước cô Thu Vân ở bên Mỹ có tài trợ thức ăn và giống rau cho gia đình các cháu mồ côi để trồng, để phát triển, để có cái rau ăn. Thì cũng được khá lâu rồi. Thì hôm nay thì em mình sẽ vào đây để đưa tất cả quý các bác anh chị cùng nhau đi xem cái rau của gia đình, xem là có phát triển tốt không. Thì bây giờ thì em mình sẽ xin mời tất cả quý các bác anh chị cùng em mình đi vào trong nhà của các cháu, rồi là một tí sẽ đi ra ngoài vườn để xem rau ạ. Và bây giờ thì cũng là buổi trưa nên là trời thì hôm nay thì cũng mưa thì cũng không nắng mấy. Thì hôm nay thì thời tiết thì rất là bình thường, không như những ngày trước nữa. Những ngày trước em mình vào đây thì trời rất là nắng và nóng nên là rất là toát mồ hôi, rất là cảm thấy rất là khó chịu trong người. Nhưng mà hôm nay thì thời tiết rất là tốt rồi. Ừ, chào em Giang nhé. Ừ. Thì lần trước anh vào đây ấy, thì là anh có mua hạt giống rau vào đây ấy. Thì cũng có một số quý khán giả cũng có nhắn tin cũng như là gọi điện cho anh, bảo là không biết là giống rau phát triển thế nào rồi. Và anh Vũ Việt Anh ở bên Úc thì cũng có nói là xem là như thế nào để mua cái lưới về cho gia đình em quay ấy, để rau nó không ăn, gà nó không đi vào trong cái luống rau ấy. Nên là hôm nay anh vào xem. Thì em đang bóc cái ngô để cho gà ăn hay là làm gì đấy? Cho gà ăn ạ. Cho gà ăn à? Ừ, làm xong cái đấy xong là đưa anh đi xem rau nhé. Ừ. Để một lúc nữa thì em Giang với lại em mình sẽ đi trên cái vườn rau để xem là cái rau nó có phát triển tốt không. Và con cũng xin cảm ơn cô Thu Vân ở bên Mỹ rất là nhiều đã quan tâm và tài trợ hạt giống và thức ăn cho gia đình các cháu mồ côi. Con xin chúc cô luôn mạnh khỏe. Và bên này là cái vườn rau của gia đình các cháu mồ côi nhé, quý các bác. Thì cái vườn rau này thì gia đình cũng đã lấy cái một ít lưới này về làm cái cửa đây này. Và bên này thì cũng được lấy những cái tre về để mà quay lại như thế này cho gà nó không bay vào trong này để mà ăn cái rau này nhé. Cái rau thì phát triển rất là tốt nhé. Ừ. Những cái mần rau thì đã phát triển như thế này rồi. Và một thời gian sau đấy thì gia đình sẽ có rau để ăn. Nhưng mà mấy hôm nay thì trời mưa rất là to đấy. Quý các bác có thể nhìn thấy những cái luống rau này này. Em mình đã đào thành cái luống thế này để mà nước nó chảy nó đi xuống dưới này ấy. Nên là cũng giúp đỡ được những cây rau không bị nước cuốn. Còn mà mình không làm luống thế này thì mưa to thì sẽ bị hỏng hết đấy. Những cái mần rau thì đã phát triển rất là tốt như thế này rồi. Cái bức ở dưới này thì đã bị như thế này rồi. Thì em Giang đang sửa lại nhé, quý các bác anh chị. Đất ở đây thì cũng khá là màu mỡ, cũng khá là tốt. Nhưng mà vì là gia đình thì không có cái phân bò ấy, không có phân bò, phân lợn ấy, thì cũng không có cái phân để mà mình trồng. Nên là trồng nguyên với lại đất nên là nó sẽ không tốt bàn có phân. Đây, cái này thì bị như thế này rồi. Em phải lấy một cái gì để chống dưới kia lên thì nó mới không bị nghiêm vào đấy. Đấy, đấy, cẩn thận nhé. Thì lại hỏng hết đấy. Thế bây giờ thì em Giang cũng đã đi lấy được một cái cây về để mà làm một cái điểm tựa để cho những cái cây tre bên này đừng có bị nghiêm xuống dưới nữa. Thì là bị nghiêm xuống thì lại đổ hết thì gà nó lại nhảy vào đây. Cái luống rau này thì cũng khá là đẹp. Và cái chỗ rau trên này thì phát triển khá là đều và tốt. Còn ở dưới này thì hình như là mưa to quá nên là nước nó cuốn trên này xuống nên là phát triển chậm một chút.
Nhân dòng vẫn đang sửa đây. Nhà em còn dầu mỡ ăn? Dạ, vẫn còn ạ. Dầu ăn vẫn còn. Mì chính với muối còn không? Vẫn còn ạ. Vẫn còn. Ừ. Cái này là em làm hay là mẹ em làm? Mẹ em làm thôi. Mẹ làm thôi. Ông bà nội của em có khỏe không? Dạ, vẫn khỏe ạ. Vẫn khỏe. Thế là em không đưa con gái của em đi lên nhà bà nội nữa? Dạ có, nhưng mà không có xe em, chưa biết đi ạ. Chưa có xe đi à? Vâng. Cẩn thận nhá, tay em chảy máu kìa. Thấy chưa? Bên này này, bên này này, này. Chảy máu bên này đây này. Cẩn thận tí nhá, cái tre này sắt lắm ấy. Nhưng cái này thì rất là khó luôn. Và hôm nay thì em mình vào đây để chia sẻ những cái luống rau này đến tất cả quý các anh chị được thấy là cái thành quả sau một thời gian cố gắng thì cũng đã làm được như thế này rồi. Còn ngày trước thì cái mảnh đất ở đây thì chỉ toàn là những cái cỏ dại mọc như những cái cỏ trên này thôi. Đấy, những cái cỏ trên này thì cũng rất là dốc nên là trồng rau thì vẫn trồng được. Nhưng mà cái chỗ này thì theo em mình nghĩ thì chắc cũng đủ gia đình ăn rồi. Nên là sẽ trồng cái khu này hơn. Rồi cái khu này thì nó bàn hơn. Còn trên này thì nó hơi dốc. Đấy, đây là một thành quả rất là tự hào nhá. Em mình cũng rất là vui. Và con xin một lần nữa xin cảm ơn cô Thu Vân rất nhiều. Đấy, em Giang thì sẽ sửa đây. Sửa xong cái ngành thì sẽ đi về nhà thôi. Cũng sắp sửa xong rồi. Vì là em mình thì đang ghi hình nên là không thể giúp em Giang làm được. Sau này thì chuối sẽ phát triển rất là tốt. Đấy. Sẽ phát triển rất là tốt. Thì lúc đó thì lợn nhiều nhưng mà vẫn có đủ cái nguồn thức ăn cho lợn ăn nhá. Vì có cây chuối rồi. Chỗ em mình thì không có cây chuối nên là làm gì cũng rất là khó khăn. Còn ở cái khu vực này thì nước rồi là những cái đất thì cũng rất là tốt, không có đá. Đấy, mình vào đây thì thấy mỗi cái đá này thôi. Có một cái đá mình đang đứng trên này thôi. Nên là đá rất là ít. Còn chỗ của em mình thì như là quý vị cũng đã thấy rồi, toàn đá thôi, rất là nhiều đá luôn. Mà trồng ngô còn không trồng được. Vẫn phải cố gắng để mà trồng được cái bắp ngô để ăn ấy. Cái gì cũng phải chịu khó thì mới được. Được rồi thì về thôi em. Đấy, cái đấy được rồi. Đấy, bây giờ thì em Giang cũng đã sửa xong rồi nhé. Thì các bác. Thì bây giờ thì em mình sẽ phải đi vào trong nhà của em Giang một lúc nữa lại em mình sẽ đi về. Vì là vào đây xem thì rau thì phát triển rất là tốt. Thì em mình cũng rất vui và gia đình rất vui và cũng như là quý các bác anh chị cũng rất là vui phải không ạ? Em lại không nhớ rồi, cái này chưa sửa nhá. Phải sửa cái này đó. Sửa lại cái cửa này.
sửa như thế này để mà trên kia là cái bứt tả lấy trên kia rồi thì sẽ gà sẽ không bay được vào nhé. Trên kia thì gà không vào được, còn khu này thì quay như thế này là tốt rồi. Cái này bị thủng rồi nhỉ, kẹo nước nhiều mà không sao, được chân đấy. Mình đi đi vào đây là đi qua một con sông á, lúc nào đi cũng phải mặc quần đùi thôi, không dám mặc quần dài, mặc quần dài thì cũng ướt hết, lúc nào cũng bị ướt hết đấy, chân rất là đen rồi. Đấy, hôm nay toàn đi giúp bạn bè gặt lúa đấy, nên là rất là da đen rồi. Con gái của em Giang thì dậy rồi, vừa mới ngủ chưa dậy về. Dậy về tuốt hết mồ hôi rồi. Tí rửa mặt cho cháu nhé. Đây khóc khóc nữa. Chải tóc cho cháu xong là đi rửa mặt cho cháu. Rửa mặt sạch sẽ cho mát mẻ nhé. Bây giờ thì em Bình với lại em Giang cũng đã đi xem lại cái vườn rau rồi. Vườn rau thì cũng phát triển khá là tốt. Thì bây giờ thì có lẽ là em mình cũng sẽ phải đi về rồi, vì là ra đây cũng được khá lâu thời gian rồi ấy. Thì em ơi, thì anh chuẩn bị để đi về nhé. Anh thì hôm nay cũng mua gạo của anh bố vệ anh vào đây ấy, nên là cứ nấu cho gia đình ăn nhé. Xong là lợn hay là thế nào thì anh sẽ vào sau. Cháu xin chào các cô chú ạ. Ừ. Thế bây giờ anh đi về nhá. Cũng xin chào em và chào con gái của em nhá. Chào cháu nhá. Ừ. Bây giờ là em Bình sẽ phải đi về. Ừ, chăm sóc các cháu cẩn thận nhá, anh đi về đây. Dạ vâng ạ. Ừ, thì bây giờ là Bình sẽ phải đi về nhá. Thì cũng có cháu lại các cháu rồi. Giờ em Bình sẽ đi về. Thì hôm nay thì em mình vào đây thì chia sẻ một chút cái đoạn video rất là ngắn thôi. Thì cũng mong cô chú bác anh chị thông cảm. Bây giờ thì em mình đi về. Thì trên con đường đi về thì lại một mình rồi. Vào đây thì lại thấy các cháu vui vẻ. Một khi thấy em mình vào đây ấy, thì các cháu rất là vui vẻ và sướng. Một khi em mình đi về thì em mình lại một mình. Em mình cũng rất là buồn. Cũng muốn ở lại với các cháu một chút, nhưng mà vì là công việc thì phải đi về thôi. Lại đến bờ sông rồi. À, bây giờ thì em mình cũng xin phép chào tất cả quý cô bác anh chị và hẹn tất cả quý cô bác anh chị trong những cái video tiếp theo trên kênh Người Đá Vòng Cao. Xin cảm ơn. Xin chào.